Xin chào tất cả các em. Hiện nay hình như là hệ thống mạng của Facebook đang rất yếu, cho nên thầy vẫn cứ sẽ livestream, đành nói chuyện một mình. Các em nghe được chữ nào thì nghe, không rồi tí nữa thì ta review lại. Bây giờ thầy vẫn sẽ tiến hành livestream bởi vì nó vẫn sẽ quay được. Sau này chúng ta xem lại thì tốt. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em bài giảng về phương trình đường thẳng. Đây là phần cuối cùng của hình học lớp 12. Chúng ta gấp rút kết thúc phần này để chúng ta vào luyện đề, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Ở chương này, các em đã biết cách lập phương trình mặt cầu, lập phương trình của mặt phẳng. Và bây giờ phần cuối cùng, chúng ta sẽ nghiên cứu cách lập phương trình của một đường thẳng. Thế thì các em cần nhớ cho thầy một vài kiến thức cơ bản như sau. Một đường thẳng ở trong không gian được xác định khi nó biết hai thành phần. Đó là một điểm thuộc nó và một vector chỉ phương của nó. Vector chỉ phương ở đây được hiểu theo nghĩa là vector có giá song song hoặc trùng với nó. Các em nhớ nhé. Vector chỉ phương là vector nhìn vào mình thấy song song hoặc trùng với nó. Thế thì lúc đó một cái đường thẳng sẽ xác định là duy nhất. Và phương trình tức là mối liên hệ của một điểm bất kỳ nằm trên đường thẳng này. Khi một điểm thuộc vào đường thẳng nó sẽ có ba tọa độ. Thầy tạm gọi ba tọa độ đó là x, y, z. Câu hỏi đặt ra ba cái tọa độ này có mối liên hệ như thế nào để đảm bảo rằng nó sẽ thuộc vào đường thẳng D. Cái mối liên hệ đó người ta gọi là phương trình của đường thẳng. Và trong không gian người ta có hai loại phương trình. Loại thứ nhất là phương trình tham số có dạng x bằng tọa độ điểm cộng tọa độ vector chỉ phương nhân t, y bằng tung độ điểm cộng tung độ chỉ phương nhân t, z bằng cao độ điểm cộng cao độ của vector chỉ phương nhân t. Nhớ nhé. Ở phương trình dạng tham số thì mối liên hệ của ba biến x, y, z được thể hiện theo sum tố t như công thức đây. Trong trường hợp mà cả ba cái số a, b, c này đều khác không thì người ta có thể viết một cái kiểu khác gọi là phương trình dạng chính tắc. Nó có dạng là x trừ x không, x trừ điểm chia chỉ phương, y trừ điểm chia chỉ phương, z trừ điểm chia chỉ phương. Đó. Nhắc lại, đây gọi là phương trình dạng chính tắc và nó chỉ viết được nếu chắc chắn rằng ba con số a, b, c đều khác không thì ta mới thực hiện được phép chia. Còn nếu nó bằng không, một trong ba hệ số này bằng không thì ta chỉ viết được phương trình tham số. Thì các em chú ý này, một đường thẳng rõ ràng nó có vô số điểm thuộc nó, vô số điểm M này. Cho nên em đổi điểm M khác, nó sẽ sinh ra phương trình khác. Tương tự nó cũng có vô số vector chỉ phương. Em đổi vector chỉ phương khác, nó sẽ sinh ra cái phương trình khác. Thì các em cần lưu ý cho thầy hai điểm. Hai vector như thế nào sẽ là chỉ phương của đường thẳng D? Mối quan hệ của chúng ra sao? Thì nếu anh U này là một vector chỉ phương của D rồi, thì một cái vector khác có tọa độ gấp k lần vector U này. À, gấp k lần có nghĩa là k nhân vào ba tọa độ cũng sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng. Và do đó, cái đường thẳng sẽ có vô số phương trình tham thổ hoặc phương trình chính tắc nếu nó có phương trình chính tắc. Chú ý nhé. Một vector ban đầu là vector chỉ phương thì cứ gấp k lần tọa độ nó lên với k khác không được một tọa độ vector mới cũng là vector chỉ phương. Bây giờ chúng ta cùng thực hành với ví dụ đầu tiên. Cho phương trình tham số của đường thẳng D như trên. Hãy tìm một vector chỉ phương của D. Thế thì chúng ta có này. Cấu trúc này là dạng phương trình tham số. Thì em hãy nhớ cho cái số mà không có chữ t nó sẽ sinh ra tọa độ điểm hay tương ứng với lại t bằng không. Thực chất là mỗi số t thì sinh ra tọa độ một điểm. Ở đây
ta sẽ đọc các thông tin cơ bản của nó luôn, chứ không chăm chăm vào giải yêu cầu của bài toán. Nhìn vào phương trình dạng tham số, em hãy cho t bằng 0, sẽ có ngay một điểm thuộc đường thẳng. Đấy, thầy cho t bằng 0 thì được x bằng 1. Cho t bằng 0 vào đây được y bằng 2. Cho t bằng 0 ta được z bằng 5. Đó, đây là tọa độ của một điểm M thuộc đường thẳng. Nếu em không thích em cho t bằng 1 cũng được. Đó, thì được tọa độ là 5, 4, 1, 5, 4. X nó luôn bằng 1. Còn tọa độ vector chỉ phương là bộ số đi theo tham số t, theo trật tự x, y, z. Đó là x không có tham số, vậy hoành độ của vector chỉ phương là 0. Y tương ứng là 3, z tương ứng là -1. Nhớ nhé, hãy đọc tọa độ 3 số gắn theo tham số t, đó chính là tọa độ của vector chỉ phương. Thế thì bây giờ đề hỏi, cái vector nào trong 4 vector này là vector chỉ phương của d? Quá dễ, đối chiếu đáp án. Chúng ta thấy là xét cái anh U1. Nhìn sơ sơ nhé, nhìn sơ sơ một chút. Nó có giống U không? À, nó không giống đâu. Vậy thì nó có liên hệ gì với U không? Nó có gấp K lần U không? Nếu K lần vector U được, thì U1 là vector chỉ phương. Thì em thấy này. À, thầy nhân trừ 1 vào 0, vẫn được 0. Thầy nhân trừ 1 vào 3, được trừ 3. Thầy nhân trừ 1 vào trừ 1, ta được số 1. Có nghĩa là cái anh U1 này nó bằng trừ vector U1. Đó. Và vì U1 là bằng K lần vector U, cho nên vector U1 chính là vector chỉ phương. Các đáp án sai ở đây 0, 3, 1 à, thì đúng được số 0, đúng được số 3. Nhưng chỗ này âm 1 thì người ta bỏ số âm đi. 1, 3, trừ 1 là nhầm lẫn, là em lấy số 1 của x. Lưu ý phải lấy số theo tham số t. Nếu không có thì ta coi nó là không. Trường hợp D là em nhầm lẫn, lấy tọa độ điểm xem như tọa độ vector chỉ phương. Hãy cẩn thận nhé. Bây giờ thầy hỏi thêm một vấn đề. Đây là phương trình của một đường thẳng. Nó là mối liên hệ của hàng tỷ điểm thuộc đường thẳng. Câu hỏi, điểm A này có thuộc đường thẳng D không? Thế thì, để biết được điểm A này có thuộc đường thẳng D hay không, chúng ta sẽ làm như sau. Cứ chỗ nào có x, em hãy thay bằng hoành độ. Chỗ nào có y, thay bằng tung độ. Và chỗ nào có z, thay bằng cao độ. Nếu em giải ra đúng duy nhất một số t, lưu ý nhé, phải duy nhất một số t. Bởi vì ứng với một số t là có một điểm thuộc vào đường thẳng D. Đó, phải cùng một t duy nhất. Thì sinh ra một bộ số là tọa độ của một điểm. Nếu giải ra đúng một t là ok, là thuộc. Còn nếu em giải ra được nhiều t là không thuộc. Đó, cách làm rất đơn giản. Bây giờ, thầy thay x bởi hoành độ của điểm A là số 1. Thầy thay y bởi tung độ của điểm A là số 5. Thầy thay z bởi cao độ của điểm A là số 3. Thì lúc đó, ở cái phương trình thứ hai ta nhẩm được t bằng 1. 5 trừ 2 là 3, 3 với 3 là 1. Ở phương trình thứ ba nhẩm được t bằng 2. Dẫn tới một điều vô lý. Bởi vì để sinh ra tọa độ một điểm thì chỉ được phép một số t duy nhất. Nhưng phải cần tới hai số t khác nhau. Không đảm bảo yêu cầu. Cho nên điểm A không thuộc đường thẳng D. Hiện nay mạng lag. Các em cứ nghỉ ngơi. Lát thầy livestream xong thì xem lại nhé. Lát thầy livestream xong. Các em xem sau vậy. Đấy, khổ ghê. Online on liếc. Ta nhắc lại này. Tóm lại vấn đề. Để kiểm tra điểm A có thuộc vào đường thẳng D hay không, hãy thay x, y, z bởi tọa độ của A. Nếu giải ra đúng một t thì A thuộc, khác t thì A không thuộc. Đó. Một cách làm khác thầy hay làm, đó là thầy nhẩm lấy một cái số t, sao cho sinh ra được một tọa độ của A.
rồi thầy lấy số t đó lắp vào cái phương trình còn lại, nếu ra tọa độ còn lại là được. Ví dụ này, x bằng 1 thì là 1 của A là đúng rồi. Bây giờ muốn sinh ra số 5 thì thầy nhẩm thầy cần t bằng 1 thì 2 cộng 3 mới bằng 5. Thầy lấy số 1 thầy thay vào đây, thầy được 5 trừ 1 bằng 4. Nhưng mà 4 lại khác 3. Có nghĩa là không đạt yêu cầu và ta được quyền kết luận là A không phù hợp. Một cách khác là nhẩm lấy một số t để tạo ra được một tọa độ. Sau đó thay vào các phương trình còn lại. Nếu tạo ra được đủ hết là đúng. Còn tạo ra đúng một cái sai là không phù hợp. Vậy nhé. Chúng ta sẽ cùng điểm lại một chút các cái khái niệm qua các cái bài test nhanh. Đường thẳng D này cho ở dạng phương trình chính tắc. Chú ý các em đã có tài liệu trên tay. Chúng ta mở tài liệu ra để chúng ta cùng theo dõi. Đường thẳng D có dạng chính tắc. Câu hỏi vector nào không là vector chỉ phương của D? Thao tác đầu tiên. Ôi, chơi gì vậy? À, quên mất phần này thầy không đánh lời giảng. Thao tác đầu tiên. Nhớ cho nếu ở dạng phương trình chính tắc thì tọa độ của ba con số dưới mẫu chính là tọa độ vector chỉ phương. Nên tọa độ vector chỉ phương sẽ là 2 trừ 1 3. Nhớ nhé, phương trình dạng chính tắc thì tọa độ vector chỉ phương có dạng 2 trừ 1 3 lấy các số dưới mẫu. Cho nên nhìn vào đây một phát thấy đáp án C 2 1 3 là sai rồi. Bởi vì có 2 có 3 thì đi với âm 1. Thế thì câu hỏi tại sao các cái đáp án A, B, D là vector chỉ phương? Đơn giản là vì ở phương án A, người ta nhân 2 trừ 1, 3 với âm 1 thì sinh ra tọa độ vector U1. Ở phương án B, người ta nhân toàn bộ vector chỉ phương này với 2 thì sinh ra 4 trừ 2, 6. Ở phương án D thì người ta đem chia cho 2, đã chia cho 2 ra 1, chia cho 2 ra trừ 1 phần 2, chia cho 2 ra 3 phần 2. Có nghĩa là nó cứ gấp k lần vector chỉ phương. Nên nó là vector chỉ phương. Đã xong cái bài test thứ nhất về phương trình chính tắc. Thầy nói thêm, đối với phương trình chính tắc này, để đọc tọa độ một điểm, thì các em đảo dấu cái số ở phía trên. Trừ 1 em đảo dấu thành 1, 2 đảo dấu thành trừ 2. Chỗ này không có là không. Thì tọa độ điểm sẽ là 1 trừ 2 0. Đảo dấu số ở trên tử số. Ui, cái gì mà cứ ra đáp án luôn này. Chúng ta cùng qua test thứ hai. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng D? Thế thì giống như cái ví dụ lúc này. Để biết rằng một điểm là thuộc vào đường thẳng thì chúng ta thay tọa độ điểm đó vào. Nếu làm cho các phương trình thỏa mãn là đúng. Ví dụ bây giờ thầy thay điểm A vào. Thầy thay x bằng 1 vào đây, 1 trừ 1 bằng 0, phép chia này là 0. Thay trừ 2 vào y, trừ 2 cộng 2 là 0, phép chia này là 0. Thay 0 vào đây, phép chia cũng là 0. Như vậy 0 bằng 0 bằng 0 là một điều đúng. Cho nên điểm A thuộc vào đường thẳng. Vậy thôi nhé. Công việc rất đơn giản. Hãy thay tọa độ điểm lần lượt vào x, y và z. Nếu được ba phân số bằng nhau là nó thuộc. Không bằng nhau là không thuộc. Thế thôi. Chúng ta cùng xem test thứ ba. Câu hỏi là điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng D? Thì đây là một hình thức trắc nghiệm. Lúc nãy thầy đã hướng dẫn các em cách để kiểm tra. Ví dụ với điểm A, ta thay 3 vào, thay trừ 1 vào y, thay 5 vào z. Nếu cùng một số t là thuộc, khác số t là không thuộc. Rồi tương tự ta thay vào b, ta thay c, thay d. À, thay anh nào mà ra được hai t khác nhau là loại. Đó là cách truyền thống. Còn một tư duy khác này. Cái đường thẳng này có một điều đặc biệt. Z của nó bằng 5. Có nghĩa là bất cứ điểm nào thuộc đường thẳng này, cao độ đều phải là 5. Thì em thấy điểm A có cao độ là 5. Điểm B có cao độ là 5. À, điểm C có cao độ là 5. Đây là điểm D này, thầy đánh máy nhầm. Đây cao độ là 5. Nhưng riêng cái anh này cao độ là trừ 5. Cho nên
Chắc chắn ta phải loại phương án C. Bởi vì với cấu trúc của phương trình tham số này thì cao độ phải là 5. Ông này cao độ khác 5, loại không cần tính toán. Và thầy xin lỗi một chút, ở đây là điểm C và đây là điểm D. Vừa rồi, chúng ta đã test nhanh một chút để hiểu về cái cấu trúc phương trình đường thẳng ở dạng chính thức và dạng tham số. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một ví dụ về phương trình dạng chính thức. Ví dụ số 2. Đường thẳng delta có dạng chính thức x trên 1 bằng y cộng 2 chia trừ 1 bằng z trừ 1 trên 3. Biết rằng nó đi qua điểm M, tọa độ là 2, m nhỏ, n nhỏ. Hãy tìm m nhỏ và n nhỏ. Thì trước khi làm bài toán này, chúng ta cũng sẽ làm quen với lại các cái thông tin khi nhìn vào phương trình chính tắc. Khi chúng ta nhìn vào một phương trình chính tắc của đường thẳng, các em sẽ luôn đọc được hai thông tin cơ bản. Đó là một điểm thuộc nó và một vector chỉ phương của nó. Nhắc lại cách đọc. Trên này mà thấy cộng hay trừ một cái số gì đó thì em đảo dấu. Không thấy thì coi như là không. Như vậy chỗ x hoành độ sẽ là không. Chỗ này thấy cộng 2, hãy đảo dấu thành trừ 2. Chỗ này thấy trừ 1, hãy đảo dấu thành 1. Nhá. Đó là cách đọc điểm. Đảo dấu cái số bên trên mà em thấy. Không thấy thì là không. Tọa độ vector chỉ phương chính là bộ 3 cái mẫu số này. Lần lượt lấy là 1, trừ 1, 3. Rất dễ, phải không nào? Không có gì khó khăn. Phần này cho các cháu lớp 5, lớp 6. Hướng dẫn các em cũng sẽ làm được. Bây giờ câu hỏi. Điểm M thuộc đường thẳng delta khi nào? Đây thầy đánh nhầm tí đường delta hay đường D. Các em tự sửa nhé. D hay delta thì cũng được. Thế copy thầy quên sửa. Thế thì cứ gọi là D đi. Thì D qua M. Thì chúng ta nhớ cho. Để điểm M thuộc vào đường thẳng thì tọa độ của nó phải thỏa mãn phương trình. Thì em cứ thay. X em thay bởi 2. Y em thay bởi M. Còn các hệ số ta để nguyên. Z chúng ta thay bởi N. Và như thế ta sẽ thu được các phương trình bậc nhất chứa M và N. Cụ thể phương trình thứ nhất đó là M cộng 2. Quy đồng lên trừ 1 nhân 2 là trừ 2. M cộng 2 bằng trừ 2. Thầy lấy cái phân số thứ nhất bằng phân số thứ 3. Thầy giữ N trừ 1 lại. Thầy quy đồng số 3 lên. Sẽ bằng 3 nhân 2 là 6. Quá dễ, không cần phải ship xong. Các em có thể nhầm được M bằng âm 4 và N bằng 7. Đó, vừa rồi thầy đã hướng dẫn các em cách chúng ta đọc thông tin của một đường thẳng, gồm điểm thuộc đường thẳng, vector chỉ phương của đường thẳng khi có phương trình dạng chính tắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành viết phương trình đường thẳng ở các dạng cơ bản để nhớ công thức. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 3. Hãy viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của đường thẳng D. Biết rằng đường thẳng D đi qua điểm M và nhận vector U làm vector chỉ phương. Thế thì ở bài này không có gì để suy nghĩ tư duy cả. Vì chúng ta chỉ việc ráp công thức. Đầu tiên, điểm đã có, chỉ phương đã có. Và vector chỉ phương ba tọa độ đều khác không. Cho nên chúng ta có thể viết ở dạng chính tắc. Đó là x trừ điểm chia chỉ phương bằng y trừ điểm, trừ đi trừ thành cộng, chia chỉ phương bằng z trừ điểm chia chỉ phương. Ở ta lưu ý thì quy định của sách giáo khoa là chia cho một cũng kệ nhé, cũng để như vậy. Đó là cấu trúc của nó. Chúng ta không có chia hết là em cứ bảo bằng y cộng 2. Cứ để y cộng 2 chia 1. Tiếp tục, phương trình dạng tham số chúng ta cũng chỉ ráp công thức. Nó là một cái hệ và sẽ chứa tham số T. Bao gồm x bằng điểm cộng điểm này, thả điểm xuống này và điểm xuống. Sau đó cộng với vector chỉ phương. Cộng với trừ 2 gắn với T, thả vào dòng x. Cộng với 1 gắn với T, khỏi ghi số 1, thả vào dòng Y. Cộng với 4 gắn với T, thả vào dòng Z. Nha, ta chú ý nhé. Đó là
Điểm này độc lập này, ba dòng này. Vector chỉ phương cũng độc lập ba dòng nhưng mà gắn thêm chữ T. Đó là cách viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của đơn thẳng D. Bây giờ chúng ta hỏi thêm một chút. Câu hỏi là cái phương trình này có là phương trình của đường thẳng D hay không? Vì như đã nói, một đường thẳng sẽ có vô số phương trình tham số, phương trình chính tắc. Vì nó có vô số điểm, có vô số vectơ chỉ phương. Vậy giả sử với cái đề bài này, đề bài câu A, và đáp án trắc nghiệm họ sẽ cho bốn cái phương trình tham số. Làm sao thì em có thể đọc ra được cái phương trình đó có đúng là của D hay không? Rõ ràng bây giờ cái phương trình này nhìn vào khác với cái đáp số của ta. Vậy làm sao để kiểm tra? À, thì các em chú ý vấn đề này nhé, vì đây là câu trả lời trắc nghiệm. Đó là đầu tiên nhìn vào cái phương trình này ta sẽ đọc được tọa độ một điểm. Dễ nhất là cho t bằng 0. Thì ta được điểm là -1, -1, 7. Và cái thứ hai ta đọc được cái vector chỉ phương có tọa độ là 2, -1 và -1. Đó là các số theo tham số t. Vấn đề chúng ta sẽ đi kiểm tra các thông tin này có thỏa mãn cái phương trình tham số trên này không. Nếu thỏa mãn là ok. Đầu tiên, nếu vector U1 nó bằng k lần vector U là đúng được một nửa nhé. Bắt buộc vector này phải bằng k lần vector U mới được là vector chỉ phương của D. Thì em thấy nhé, nhân vào đây âm 1 là được 2. Nhân vào đây âm 1 là được âm 1. Nhân vào đây âm 1 là được âm 4. Như vậy nó bằng âm 1 lần của vector U. Đấy. Cái vector U1 này này thực chất chính là âm 1 lần của vector U. Cho nên ta được một nửa. À. Bây giờ ta đi kiểm tra điểm A có thuộc vào cái đường thẳng này hay không. Thì bằng cách là chúng ta thay tọa độ của A vào cái hệ này. Nếu tìm ra cùng một t là đúng. Còn nếu tìm ra hai t là không thuộc, là loại không phải phương trình. Thì bây giờ mẹo là thầy chỉ thay vào một cái thôi, thầy thay x thôi. Này, x là -1 thay vào đây. À, thầy cho bằng -1. Thì ta sẽ nhẩm ra được t. À, dễ dàng nhẩm ra được là t bằng 1. À, sau đó em lấy t bằng 1 này, em thay vào dòng thứ hai. Nếu sinh ra -1 thì thay tiếp vào dòng thứ ba. À, đây, thì t bằng 1 thay vào. Đó, thay t bằng 1 vào đây. -2 cộng 1 thì ra đúng là y bằng -1. Đúng được hai cái rồi. Phải thay tiếp vào cái thứ ba. Thay t bằng 1 vào đây thì ta ra được z bằng 7. À, như vậy có nghĩa là cái điểm A này chắc chắn thuộc đường thẳng. Vậy thì điểm thuộc vector cũng là chỉ phương. Cho nên hai điều này thỏa mãn thì đây cũng là phương trình tham số của đường thẳng D. Như vậy các em thấy khi thi trắc nghiệm nếu thầy cô không lưu tình mà quất cho bốn cái phương trình kiểu kiểu như thế này thì làm rất mệt. Để chúng ta phải nhẩm nhanh. Đầu tiên là chúng ta đối chiếu vector chỉ phương xem có khớp không, có là chỉ phương được không. Được rồi thì mới đối chiếu quả điểm. Và cái tình huống đối chiếu điểm là phải nhẩm thật nhanh các em nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua ví dụ B. Hãy viết phương trình chính tắc và phương trình tham số của đường thẳng D. Biết rằng D đi qua hai điểm A và B. Chú ý đề bài. Đường thẳng muốn viết được phương trình phải biết hai thông tin. Phải biết một điểm. D đã cho hai điểm quá thừa. Như vậy có điểm A. Phải biết vector chỉ phương. Chúng ta nhớ lại về mặt định nghĩa. Vector chỉ phương là cái vector có giá song song hoặc trùng với đường thẳng. Thế thì ở đây rõ ràng, các em có thể tạo ra một cái vector như vậy, đó chính là vector AB. Hoặc không thích thì em lấy vector BA cũng được. Nha. Thầy có thể sử dụng vector AB. Vector này chính là chỉ phương cho đường thẳng AB. Ta lấy sau trừ trước, 1 trừ 1 được 0, 4 trừ 2
được 2. 7 trừ 3 được 4. Câu hỏi là em có viết được phương trình dạng chính tắc không? Chú ý, để viết được phương trình dạng chính tắc, em phải thực hiện phép chia. Thế nhưng, ở đây, mẫu số nếu mà chứa số 0 là không chia được. Và trong vector chỉ phương có chứa số 0, nên phép chia không thực hiện, không thể có chính tắc. Và do đó, chúng ta chỉ viết được ở dạng tham số. Và thay vì dùng bộ tọa độ 0, 2, 4, chúng ta có thể giảm ước bớt đi cho 2 thành 0, 1, 2 cũng được. Nó là một cái vector khác, gấp 1 phần 2 lần vector AB. Và ta có phương trình dạng tham số. X bằng điểm là 1, điểm là 2, điểm là 3. Nha, 3 điểm nằm độc lập. Vector chỉ phương 0T phải khỏi gì? Cộng 1T dòng thứ 2, cộng 2T dòng thứ 3. À, vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em cách viết phương trình chính tắc, phương trình tham số của một đường thẳng khi biết các thông tin cơ bản của nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài toán đòi hỏi tư duy hơn một chút. Các em vừa phải đọc được thông tin và vừa viết được phương trình. Thầy cho em phương trình tham số ở ví dụ số 4. Hãy viết giúp thầy phương trình dạng chính tắc. À, cho phương trình dạng chính tắc, hãy viết phương trình tham số. Thầy cho em phương trình dạng chính tắc. Yêu cầu viết phương trình tham số. Thế thì, vấn đề đặt ra là anh phải đọc được điểm và vector chỉ phương của đường thẳng thì mới viết được phương trình. Thì ta có đường thẳng sẽ đi qua điểm là đảo dấu số bên trên là trừ 5, 0 và 3. Vector chỉ phương đó chính là bộ ba số ở mẫu số. Đó là 1, trừ 2 và 3. Đấy nhá, rất dễ. Đảo dấu số bên trên mà nếu mà nhìn thấy là ra được tọa độ điểm. Lấy hết ba số dưới mẫu, đó là tọa độ vector chỉ phương. Câu chuyện còn lại quá đơn giản. Đó là phương trình thả điểm xuống, trừ 5, không khỏi ghi, 3 thả vào Z. Cộng 1T, trừ 2T dòng thứ 2, 3T dòng thứ 3. Công việc cũng khá nhẹ nhàng. Đọc thông tin từ phương trình chính tắc và sau đó truy xuất lại về phương trình tham số. Và bây giờ, thầy mời các em chúng ta cùng làm bài tập tương tự và làm ngược lại. Có phương trình tham số, hãy viết phương trình chính tắc. Và nhiệm vụ của các em là hãy bấm dừng clip và tự mình giải quyết bài tập này. Và sau đó chúng ta xem tiếp nhé. Thật là tiếc vì đường truyền mạng rất kém, không thể theo dõi được. Rồi, chúng ta sẽ cùng giải quyết ví dụ số 5. Giả sử như em đã làm xong. Việc đầu tiên của em là em phải đọc được các thông tin về điểm và vector chỉ phương. Hãy nhớ, để đọc được điểm, các em cho t bằng 0. Hoặc là đọc cái số mà không có chữ t. Thế cho t bằng 0, ta được x bằng 1. Cho t bằng 0, ta được y bằng 0. Cho t bằng 0, ta được z bằng 0. Nhá. Một điểm dễ nhất là cho t bằng 0. Vector chỉ phương chính là bộ ba số theo tham số t. Như vậy ta sẽ có là trừ 2, 3, trừ 4. Đó là vector chỉ phương của đường thẳng D. Thế thì lúc này, việc làm quá đơn giản. Phương trình chính tắc, x trừ điểm chia chỉ phương, y trừ điểm chia chỉ phương, z trừ điểm, z trừ 0 vẫn là z nhé, chia chỉ phương. Đó. X trừ điểm là x trừ 1, y trừ điểm, y trừ 0 thì thôi, viết là y. Z trừ điểm, z trừ 0 thôi, viết là z. Nhưng mà phép chia là y chia 1 thì cứ để y chia 1. Kèm nhớ cho như thế nhé. Rồi, và vì đường truyền quá chậm, không xem được, thầy dạy một mình cũng buồn. Cho nên ta sẽ tạm dừng tiết học tại đây nhé, để thầy up lên cho các em theo dõi.